Đầu ảnh chụp lén địch đệ nhật 3, nhan sắc thế nào mà gây xôn xao mạng xã hội? Những hình ảnh chụp lén địch đệ nhật 3 mới đây nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, bộ phim công tố tinh anh của CCTV đã chính thức tổ chức lễ khai máy trước cổng, tổng cục phát thanh và truyền hình. Trong bộ phim này xuất hiện nhiều diễn viên nổi tiếng như địch đệ nhật 3, đồng đại vĩ Cao Hâm, Trương Khả Doanh. Trong loạt hình ảnh hậu trường chụp lén nhật 3 khiến dân tình thổn thức không thôi. Thân hình mảnh mai thẳng tắp trong bộ đồ công tố viên nghiêm túc, kèm theo kiểu tóc đuôi ngựa tôn lên vẻ đẹp hiền ngang của địch đệ Nhật Ba. Hình ảnh Nhật Ba bị chụp lén vô cùng xinh đẹp, nhan sắc bất chấp các góc chụp. Không hổ danh là mỹ nhân lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, bất chấp mọi góc chụp, Nhật Ba đều đẹp như bước ra từ chuyện cổ tích. Tạo hình nữ công tố viên của mỹ nhân sinh năm 1992 khiến fan chẳng thể hy vọng vào sự đột phá mới của cô nàng. Trang Hu đưa tin phim công tố tinh Anh không chỉ đánh dấu lần hợp tác giữa địch đại Nhật Ba và đài truyền hình trung ương CCTV ở mảng phim ảnh, mà đây cũng được coi là bước đi mới của mỹ nhân Tân Cương ở tuổi 30. Nhiệt ba và vai kiểm sát viên trẻ tuổi Nhi, được ra nhiệm vụ điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. Cô sẽ phối hợp cùng với đội trưởng cảnh sát hình sự Hà Lục Nguyên đồng đại vĩ thủ vai, tìm ra bằng chứng để buộc tội hung thủ, đồng thời cũng sẽ xử lý hàng loạt vụ án khác. Qua giới thiệu, Trang Sô hô cho rằng vai diễn lần này của gà cưng dương mịch sẽ có chiều sâu hình tượng cùng tâm lý so với những bộ phim trước đây của cô. Dù chỉ năm bước chân vào làng giải trí, nhưng nữ diễn viên em là niềm kiêu hãnh của anh vẫn chưa thực sự có vai diễn nặng ký để đời như trong bộ phim này. Do đó, Trang Ai Phen nhận định, việc địch điện Nhật Ba tham gia vào thể loại phim chính kịch thuộc đề tài tâm lý xã hội lần này sẽ là một thử thách đột phá trong sự nghiệp của cô ở tuổi 30. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!